Người Việt chơi casino phải có thu nhập từ 10 triệu đồng một tháng trở lên. Theo đề xuất của Bộ Tài chính khi sửa đổi quy định kinh doanh casino, người Việt muốn chơi casino phải chứng minh thu nhập từ 10 triệu đồng một tháng trở lên để khẳng định đủ năng lực tài chính khi tham gia chơi. Các giấy tờ chứng minh thu nhập gồm chứng thực thu nhập hàng tháng kèm sao kê tài khoản ngân hàng nhận thu nhập, bảng lương hàng tháng hoặc quyết định trả lương có xác nhận của cơ quan trong 3 tháng gần nhất kể từ ngày vào chơi. Ngoài ra, hợp đồng thuê nhà, sổ tiết kiệm gửi ngân hàng, sao kê tài khoản gửi tại ngân hàng từ 1 năm trở lên và có phát sinh lãi hàng tháng từ 10 triệu đồng cũng có thể dùng làm giấy tờ chứng minh thu nhập. Với doanh nghiệp kinh doanh casino phải lưu trữ hồ sơ chứng minh thu nhập của người chơi trong 5 năm. Các đơn vị xác nhận, chứng thực phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của chứng từ. Cả nước hiện có 9 dự án casino được phép hoạt động tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu và Kiên Giang. Trong đó, dự án casino Phú Quốc Kiên Giang đang là nơi duy nhất cho người Việt vào chơi. Sau 3 năm hoạt động, casino này đã nộp ngân sách hơn 1.700 tỷ đồng.